Rất tốt. Ê, chậm quá. Tốn không ít tiền vào vật phẩm của tôi rồi. Tao có chút việc, nhanh chút được không? Thế sao đây? Truyền khí rơi rồi. Ta xem nhầm rồi. Đừng, hình như số lần ra vào nhiều quá rồi không? Ủa, vào giang hồ gặp nha.